quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trong video mới của công ty cổ phần điện tử Đại Liên Thanh. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá mẫu xúc điện L4, mẫu loa cuối cùng trong series L. Và không để quý vị đợi lâu nữa, chúng ta cùng bắt đầu. Cũng giống như anh chị em của mình trong gia đình Luxury thì L4 không có quá nhiều khác biệt trong thiết kế thùng loa, vẫn giữ lối thiết kế sang trọng đẳng cấp. Thùng loa sử dụng gỗ ván MDF đạt tiêu chuẩn E2 của châu Âu. Phần veneer đa dạng màu sắc, đầy tính nghệ thuật dường như đã trở thành điểm nhấn cá tính của series L. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là phần e căng. Thì lớp e căng của L4 thì chúng tôi không sử dụng vải bố màu sáng như anh chị em của nó, mà sử dụng vải lưới màu đen có chích vải dày dặn để tạo điểm nhấn trong thiết kế. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá vào sâu bên trong của thùng loa. Thì trong thùng loa, chúng đa số diện tích thì đều được đặt miếng cách âm, và điều này sẽ làm giảm những cái rung động bên trong thùng loa. Ở đây thì có một cái thanh ngang, như vậy thì sẽ làm tăng cái sự vững chãi của thùng loa, khiến cho âm trầm phát ra thêm chắc chắn và mạnh mẽ. Ở các cái dòng loa trong mức giá dễ tiếp cận của công ty cổ phần điện tử Đại Liên Thanh thì đều đã được chúng tôi sử dụng cái phương pháp ốc cấy. Thì tại sao ở dòng loa L, dòng loa Luxury thì lại thiếu cái phương pháp này được, đúng không quý vị? Thì ốc cấy sẽ giúp đảm bảo mỹ quan của sản phẩm, cũng như là khiến cho củ loa và thùng loa kết nối với nhau thêm bền chặt. Và cuối cùng thì ở đằng sau của thùng loa suốt thì có một cái hộc cộng hưởng có diện tích khá là lớn, và điều này sẽ giúp là tăng cái vùng cộng hưởng, khiến cho âm thanh phát ra thêm tròn trịa và mềm mại. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mạch công suất. Đây chính là mạch công suất của mẫu loa L4, được làm từ nhôm nguyên khối, gia công vô cùng tỉ mỉ và có màu đen. Thì như quý vị thấy thì màu đen của mạch công suất và màu veneer của thùng loa vừa bổ trợ cho nhau mà lại vừa tương khắc lẫn nhau, tạo nên một cái trải nghiệm thị giác vừa mới lạ mà vừa rất là thú vị và mãnh liệt. Đi vào chi tiết thì đây chính là miếng giải nhiệt cỡ lớn hỗ trợ giải nhiệt lượng nhanh, giúp cho mạch công suất hoạt động ổn định và liên tục. Tiếp theo là một số những cái nút điều khiển cũng như là cổng đầu vào, như là nút volume, nút frequency, nút đảo pha, một số cổng đầu vào như là cổng jack canon chuyên nghiệp, đường vào lấy tín hiệu trực tiếp công suất. Ở dưới đây chính là nút nguồn cũng như là ổ cắm nguồn. Bên trong mạch công suất cung cấp cho sức mạnh của loa suốt chính là một biến áp nguồn xuyến sử dụng đồng nguyên chất. Mạch công suất cũng sử dụng những linh kiện tốt nhất để khiến cho tiếng trầm thêm xuất sắc. Mạch công suất là một giải pháp giúp tiết kiệm chi phí vì chính nó đã giải quyết được vấn đề năng lượng trong dàn âm thanh. Quý vị chỉ cần mua sản phẩm về, kết nối với nguồn điện và dây tín hiệu với cặp loa là đã có thể thoải mái tận hưởng những buổi tiệc âm nhạc tinh túy nhất. Và cuối cùng, chúng ta sẽ đến với linh hồn của xúc điện L4, củ xúc đến từ thương hiệu Lavoisy, một thương hiệu âm thanh rất là nổi tiếng ở Ý. Ở đây thì chúng tôi lựa chọn củ loa 25 từ sát sườn sắt với phần màng loa được làm từ giấy chống thấm, vì loa được sử dụng mút xốp chất lượng cao, có thiết kế chống cộng hưởng trong cũng như là phần sườn loa rất là chắc chắn để có thể chịu được những cái rung động lớn. Đặc biệt đó chính là hệ thống làm mát đã được tối ưu hóa giúp cho loa hoạt động mạnh mẽ trong thời gian dài. Và quý vị có thể nhìn thấy là củ từ có một cái trọng lượng cũng như là diện tích rất là khủng, vì nó sử dụng nam châm vĩnh cửu loại đặc biệt giúp cho hành trình của voice call di chuyển với biên độ cao nhất, tạo ra những cái tiếng trầm chính xác nhất và uy lực nhất. Và đó là một số thông tin về mẫu xúc điện L4, mẫu loa cuối cùng của series L Luxury. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Đừng quên like, share và hãy comment cho chúng tôi biết rằng là quý vị muốn chúng tôi phân tích mẫu loa nào tiếp theo. Cuối cùng, công ty cổ phần điện tử Đại Liên Thanh xin kính chào quý khách cũng như là hẹn quý khách trong thời gian tới.